Chương 3. Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sất sược hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy, phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thể ấy con hãy tránh xa đi. Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến. Vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Xưa kia gian nét với dâm bê chống trả môi xe thế nào, thì những kẻ này cũng chống trả lẽ thật thể ấy. Lòng họ bại hoại, đức tin họ không thể chịu thử thách được, nhưng họ không làm thêm được nữa, vì sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ, cũng như của hai người kia. Về phần con đã nói theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hành, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đổ của ta, trong những sự bắt bớ và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra. Những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết kinh thánh, vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.